tư thế kéo cung, ngồi thẳng, hai chân duỗi thẳng về phía trước, dùng tay trái nắm lấy ngón cái chân phải, cong chân, dùng tay phải nắm ngón cái chân trái, gác chân trái qua chân phải, hít vào, tay phải kéo ngón cái chân trái đến gần vai phải, giữ tư thế này trong vài giây, thở đều. Trở lại tư thế ban đầu, đổi chân, làm lại tương tự. Dùng tay phải nắm lấy ngón cái chân trái, cong chân, dùng tay trái nắm ngón cái chân phải, gác chân phải qua chân trái, hít vào, tay trái kéo ngón cái chân phải đến gần vai, giữ tư thế này trong vài giây, thở đều. Trở lại tư thế ban đầu, chúng ta tập lại. Ngồi thẳng lưng, hai chân duỗi thẳng về phía trước. Dùng tay trái nắm lấy ngón cái chân phải, cong chân. Dùng tay phải nắm ngón cái chân trái, gác chân trái qua chân phải. Hít vào, tay phải kéo ngón cái chân trái đến gần vai phải, giữ tư thế này trong vài giây, thở đều. Trở lại tư thế ban đầu, đổi chân, làm lại tương tự. Dùng tay phải nắm lấy ngón cái chân trái, cong chân. Dùng tay trái nắm ngón cái chân phải, gác chân phải qua chân trái. Hít vào, tay trái kéo ngón cái chân phải đến gần vai trái. Giữ tư thế này trong vài giây, thở đều đặn. Trở lại tư thế ban đầu. Tư thế này thông qua việc kéo các xương của chân có tác dụng kích thích thần kinh giao cảm, đạt được mục đích gia tăng nhiệt độ cơ thể, gia tăng nhịp đập, tiêu trừ mệt mỏi, khiến đầu óc minh mẫn, đồng thời cũng kích thích cơ bắp hai tay, não linh hoạt.